Alright, tôi nghĩ là chúng ta phải dành một ít thời gian để mà nói về NFT. Nhiều bạn thì cũng đã biết là ngày hôm qua Thuận đã tạo một cái NFT đầu tiên của Thuận Capital. Đây là cái NFT được tạo trên cái hệ thống Twinsy thông qua Binance Smart Chain. Thì uh, các bạn thấy được là Thuận tạo ra để mà chia sẻ với các bạn mà thôi. Và chúng ta thấy được là Thuận tạo ra và Thuận để cái giá bán của NFT này tổng cộng là 15 đồng thuyền có nghĩa là khoảng 60 mấy đô Nhưng mà sau đó các bạn thấy được là đã có bạn mua Và kế đó bạn này đã mua sau đó bán lại với cái giá là 20 đồng Twin có nghĩa là lời khoảng chừng là 33% sau đó lại các bạn mua lại với giá 20 đồng Twin và bán với cái giá là 25 đồng Twin có nghĩa là lời khoảng chừng là 25% và cái bạn cuối cùng mua lại cái NFT này đó bây giờ thể giá bán là 999.999 ,999 đồng Twin có nghĩa là các bạn tính theo cái đồng đô la có nghĩa là 4.234.593 thì cái NFT này được tạo trên nền tảng của Twinsy lý do là tại vì các bạn cũng đã biết là Twinsy là một trong những cái nhà tài trợ của thuận Capital đây là lý do tại sao mà thuận tạo cái NFT này ở trên nền tảng của Twinsy và đây là một nền tảng ở trên cái mạng lưới của binance smart chain nhưng mà hôm nay Thuận có rất nhiều những cái suy nghĩ Thuận muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới NFT Tại đây rất nhiều bạn hỏi Thuận về NFT trong cái thời gian qua Và Thuận trong cái cuối tuần qua cũng đã có khá nhiều suy nghĩ Thì trước hết ở trên cái nền tảng của Twinsy này đó khi mà cái người mà tạo ra NFT đó Mỗi lần mà cái NFT này được mua bán Và Twinsy chỉ là một trong những nền tảng liên quan tới NFT mà thôi Các bạn thấy được là trên thị trường bây giờ có rất nhiều những nền tảng NFT có nền tảng nằm trên mạng lưới của Ethereum, có nền tảng nằm trên mạng lưới của Binance Smart Chain vân vân và các bạn thấy được là những nền tảng nổi tiếng như là OpenSea, Rarible, SuperRare Foundation, Atomic Market, Mid Market, Bakery Swap, Known Origin, Engine Marketplace, Portion và Asin Art. Các bạn thấy được là có rất là nhiều và rất là nhiều những cái nền tảng NFT khác nhau và những nền tảng này đó cho các bạn tạo ra một cái token sưu tầm làm đại diện cho cái vật mà các bạn muốn để vào trên mạng lưới của blockchain đó có thể là một cái hình ảnh, đó có thể là một cái bản nhạc, đó có thể là một cái video. thì bây giờ đó nhiều ca sĩ, nhiều diễn viên như là các bạn thấy được là chúng ta à, nghe nói tới một ca sĩ nhạc rap nổi tiếng đó chính là Eminem và đã ra một cái NFT ở trên mạng lưới của Nifty Gateway và Eminem chỉ là một cái ví dụ mà thôi. chúng ta bây giờ có rất là nhiều À, những cái ca sĩ nổi tiếng những diễn viên nổi tiếng bắt đầu cho ra những cái NFT riêng của họ và nhiều người bây giờ mua và bán lại với cái ý định là có thể kiếm lời được nhưng mà đối với thằng bây giờ đây thị trường này vẫn còn rất là mới nếu như mà các bạn tham gia mà mua bán NFT đó Thì đối với thằng các bạn cũng chỉ nên xem đó như là một cái gì đó các bạn sưu tầm mà thôi Chứ không phải là đầu tư Tại vì không ai có thể đảm bảo được cái giá của một cái NFT hết Và sau này Thuận Capital cũng sẽ có nhiều cái NFT trên nhiều nền tảng khác nhau chứ không phải là chỉ riêng ở Twinsy và những mà nào mà ủng hộ thì có thể là mua NFT nhưng mà các bạn cần nên hiểu là đây chỉ là các bạn mua ủng hộ sưu tầm mà thôi chứ Thuận không muốn các bạn suy nghĩ là đi mua NFT để bán lại với giá cao hơn tại vì cái giá trị đầu tư của NFT bây giờ vẫn là một câu hỏi rất lớn thì nhiều bạn nói là đối với NFT thì có nhiều cái ứng dụng trong thực tế giống như cái đồng này có thể đại diện cho một cái tài sản gì đó chứ sẽ như là các bạn có thể có một cái NFT kết nối với lại danh tính của các bạn như là NFT này là đại diện cho bằng lái hay đại diện cho hộ chiếu của các bạn thì các bạn có thể chứng minh các bạn là người lưu trữ bằng lái hộ chiếu bằng cách là các bạn lưu trữ khoa cá nhân của cái ví của các bạn thì đây cũng là một cái thực dụng ở trong đời sống thường ngày nhưng mà những cái nft đó sẽ không có dễ dàng mua bán được tại vì đương nhiên các bạn không nên mua bán danh tính của mình được thì những cái nft đó không phải những cái nft của các bạn có thể giao dịch được thì một trong những điều khác nữa mà thuận suy nghĩ đến là NFT có thật sự là quá ảo hay là không thì tùy theo là mỗi người mỗi người đều có mỗi suy nghĩ tại bây giờ có rất nhiều người tin tưởng vào NFT có rất nhiều người không tin tưởng vào NFT thì đối với thôi phân cho bộ token là một cái token sưu tầm thì nhiều người nói là dạ xin nhìn được các bạn sở hữu một cái kiếm đi thì cái kiếm đó các bạn có thể là trưng bày ở trên phòng khách của mình Và các bạn hãy ngắm cây kiếm đó Nhưng mà ngoại trừ ngắm cây kiếm đó ra hay là các bạn đem khoe với bạn bè Các bạn thực sự không làm gì được với cây cái, cái kiếm đó trên thực tế hết Nhưng mà ngược lại Cây kiếm đó mà các bạn sở hữu cái dạng là Non-Fungible Token NFT Ở trong cái thế giới ảo Các bạn có thể là sử dụng cây kiếm đó để các bạn có thể là tham gia vào trò chơi Các bạn có thể là tham gia vào cái game Và cây kiếm đó có thể sử dụng được trong game thì các bạn thấy được là cái giá trị của cây kiếm đó còn nhiều hơn là cái giá trị các bạn để cây kiếm đó trưng bày thì đây cũng là một trong những cái lập luận hay là người ta nói là những người nào mà họ đi mua những cái vật sưu tầm mà mắc tiền như là các bạn thấy là giải sư một người nào đó bỏ rất nhiều tiền mười mấy hai mươi triệu đô la để mà đi thu mua một cái bức tranh thì thường những bức tranh mà đắt tiền đó thì người ta sẽ không có trưng bày ở trong nhà hay là trong phòng khách mà thường những bức tranh đó là được trưng bày ở trong những cái viện bảo tàng hay là những nơi mà chuyển lãm tranh hoặc là được cất lại trong một cái kho để mà lưu trữ bảo quản cái bức tranh đó cho nên trên thực tế cái người mà sử bức tranh đó không có phải lúc nào cũng đem ra ngắm và không phải lúc nào cũng là đem ra khoe với mọi người mà cái mà họ chú tâm đó chính là họ là người sở hữu cái bức tranh đó và chỉ cần là họ có giấy tờ chứng minh được là họ là người sở hữu bức tranh đó như vậy đầy đủ thì nhiều người bây giờ suy nghĩ tương tự đối với nft nft không phải đâu gì đó mà có thật bên ngoài mà chỉ là có trong mạng lưới blockchain mà thôi và ai cũng có thể là coi cái hình ảnh hay là cái bản nhạc đó ở trên mạng được nhưng mà chỉ có một người có thể chứng minh được quyền sở hữu đó là người mà lưu trữ cái ví của nft mà thôi và nhiều người sau này nói là nft có thể là được áp dụng rộng rãi trong cái việc là sở hữu bản quyền như là các bạn là người sở hữu bản quyền của một bức tranh của một cái bản nhạc hay là của một bộ phim thì các bạn có thể là sử dụng cái quyền sở hữu bản quyền đó để mà cung cấp phân phối để có thể là kiếm được lợi nhuận và đương nhiên các bạn có thể là bán lại quyền đó cho người khác thông qua dạng NFT thì đây là những gì mà những người nào mà tin tưởng hệ thống NFT thường hay chia sẻ cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái vấn đề rất lớn thường suy nghĩ đến liên quan tới NFT để chính là pháp lý thì giả sẽ như là thường là người mua lại cái tấm hình ở trên mạng lưới blockchain của Binance hay là của Ethereum thông qua Engine Blockchain đi thì thường có thể chứng minh được là Thuận bỏ cái số tiền ra để mua và Thuận có thể chứng minh được mình là người sở hữu nhưng mà giả sử như mà có tranh chấp gì đó thì khi mà ra tòa thì cái quyền sở hữu đó có thực sự là áp dụng theo luật pháp được hay không giống như là giả sử như là thuận mua một cái bản nhạc dưới cái dạng là NFT trả rất nhiều tiền để mua cái bản nhạc đó sau đó thuận sử dụng bản nhạc đó trong cái video hay là sử dụng bản nhạc đó cho cái lý do cá nhân gì đó nhưng mà người chủ bản nhạc đó lại đi kiện vì bản quyền nhưng mà thường nói anh thường đã bỏ tiền ra để mà mua bản nhạc này thông qua NFT thì khi mà ra tò có thật sự là quan tò chấp nhận quyền sở hữu thông qua NFT hay không đây vẫn là một cái vấn đề pháp lý rất lớn và cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là NFT vẫn là còn là một thị trường rất là mới và Thuận còn rất nhiều nghi vấn mà vẫn chưa có nghĩ thông được và Thuận chỉ muốn chia sẻ để các bạn hiểu những xin nghĩ của Thuận về NFT hiện bây giờ Thuận nghĩ đây là một thị trường đối với nhiều người rất là sôi động nhưng mà cái mà Thuận lo lắng đó là NFT này phát triển rất mạnh ở trong thị trường bull market, thị trường tăng trưởng nhưng mà khi chúng ta đi vào mùa đông crypto thì thị trường NFT sẽ ra sao? Các bạn nghĩ sao về NFT? Những gì mình thường chia sẻ thì các bạn hãy comment ở bên dưới để thường biết được là cộng đồng thường capital suy nghĩ như thế nào về thị trường NFT nói chung. Bây giờ đó thì thật ra mà nói chúng ta thấy có rất là nhiều ca sĩ, diễn viên à, nhảy vào thị trường NFT này thậm chí là những cái người chơi thể thao nổi tiếng cũng nhảy vào thị trường NFT này tại vì đây là một cái thị trường mà có thể kiếm được tiền. Nhưng mà về việc hiểu hay là tin tưởng vào NFT thì thường chưa chắc là phần lớn những người mà đang bán NFT bây giờ hiểu được hay là tin tưởng NFT lâu dài. Và NFT có phải là một cái gì đó mà chỉ đang nóng một nhất thời hay là không hay là sẽ tồn tại lâu dài. Cho nên khi mà các bạn đi mua bán NFT đó thì các bạn cần phải hiểu được là đã gọi là non fungible token hay là thường hay giải thích một cái đơn giản là một cái token sưu tầm thì giá trị của nó là nằm ở đó mà thôi đó chính là cái giá trị sưu tầm còn cái giá trị kinh tế các bạn có thể bán với cái giá cao hơn hay không thì không ai đảm bảo được đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới những suy nghĩ hiện tại của mình về thị trường NFT và đây là những thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tại vì các bạn